Chào các bạn trở lại với Sức khỏe Health Tips. Hôm nay mình làm sườn chay, mình ăn cơm tấm rất là ngon. Các bạn làm thử cách này đi, mình không có cần mua sườn giả chay, mình làm từ nấm. Nấm, đùi gà, king trumpet mushroom ha. Mình lựa cái cây lớn. Mình lấy những cái thân này, còn những cái này mình lấy để lại mình làm khác hoặc là mình sấy khô để dành. Rồi mình bật lửa lên nha. Nếu mình ăn dầu thì cho tí xíu dầu, còn không thì khỏi cho cũng được nha các bạn. Mình để lên nấm mình nướng thôi. Cái này nó cuốn lại cho nên các bạn cũng đè đè cho nó banh ra nha. Mình để lửa cho nó vừa rồi, nó vàng rồi nè, mình cho nó vàng nhiều nha các bạn. Nó chưa vàng mình đè nó xuống cho nó vàng. Hai bên nó vàng hết rồi mình lấy nó ra. Rồi mình cho vô đây khoảng một muỗng canh dầu nha. Mình cho xả vô, mình cho lửa hơi nhỏ nhỏ thôi, vừa, hơi nhỏ nhỏ một chút, đừng có lớn quá ha. Xong rồi mới cho khoảng một muỗng canh tương ớt và bột cà ri, một muỗng cà phê. Mình để qua một bên nha, để nó đỡ nóng. Xong rồi mình cho dầu ăn vô, mình làm nước màu bên đây luôn để cho cái sườn của mình nó đẹp màu á. Khoảng một muỗng canh đường ha. Mình cũng để lửa vừa cho nó từ từ ha. Nó vàng ra từ từ rồi đó. Rồi nó được rồi mới cho nước vô nha. Khoảng nửa chén nước. Đây là bột nêm Bedadan Boron. Nếu mà bạn không có cái này thì mình nêm bột nêm bình thường nha. Mình cho khoảng một muỗng cà phê và khoảng một muỗng cà phê đường. Mình cho nấm vào ha. Khoảng một muỗng canh nước tương matcha. Nhìn cái màu ngon quá ha các bạn ha. Rồi nước nó kẹo lại rồi, mới cho một chút ít hành hoặc là bo rô nha. Chút ít tiêu luôn. Wow, hấp dẫn quá. Rồi ăn với cơm là rất là ngon luôn á. Rồi nước nó kẹo kẹo sình sệt rồi, mình tắt lửa nha các bạn. Wow, ngon quá nè. Cơm tấm này My đã nấu xong rồi nè, My nấu trong nồi cơm điện. Thì bạn chưa biết cách nấu thì dưới video này ở phần mô tả description My có để cái link, bạn nhấn vào đó xem chi tiết hơn về cách nấu này nha. Rất là nhanh mà gọn. Rồi dĩa cơm nóng hổi. Đây nước kẹo kẹo của sườn nữa nè. Rồi hấp dẫn, mời bạn. Rất là ngon luôn.
Chúc cho các bạn ăn chay luôn được ngon miệng nha. Mình cùng nhau phóng sanh trên từng bữa ăn ha. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở nhiều video khác về trồng cây hay nấu những món chay đơn giản của My. Bạn thấy hay thì nhấn like giùm My và nhấn share, chia sẻ video này với bạn bè ha. Làm nhanh, ngon. My chào tạm biệt các bạn. Bye bye.